Bước vào trận đấu với đội tuyển Brazil, Hàn Quốc là đại diện châu Á cuối cùng nhận được sự kỳ vọng của khắp các cổ động viên ở châu lục. Khi mà Nhật Bản thất bại đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu định mệnh tại trận đấu diễn ra trước đó hơn 1 giờ đồng hồ với nhà đương kim Á quân Croatia. Thầy trò huấn luyện viên Paulo Bento vừa có được chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Bồ Đào Nha ở lượt trận đấu cuối cùng vòng bảng trước khi bước vào trận đấu quan trọng tại vòng 1/8, nơi họ phải tiếp đón những vũ công Samba, đội tuyển Brazil. Thế nhưng ông cùng các học trò của mình hiểu được sức mạnh của Brazil, nhất là trong ngày mà người hâm mộ trên khắp thế giới hướng về. Ngôi sao số 1 của đội tuyển Brazil là Neymar đã trở lại đội hình xuất phát ra sân ngay từ đầu. Sau khi trọng tài chính thổi còi chính thức bắt đầu trận đấu, người ta đều dễ dàng nhận ra sự tự tin trên đôi chân của các cầu thủ Brazil. Với Neymar ở giữa sân, tuyến giữa của Brazil thi đấu, cầm bóng như ở các buổi tập và như trốn không người. Điều này chẳng có gì là bất ngờ khi mà ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Brazil hiểu rằng sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như trình độ của họ so với đối thủ đến từ Đông Á cho phép họ thi đấu như vậy. Tình huống nguy hiểm đầu tiên đến ở phút thứ 7 của trận đấu, sau nỗ lực ngăn chặn ở giữa sân của Casemiro, bóng đến chân của Paqueta. Một pha đập nhả rất nhanh đến vị trí của Rafinha. Rất nhanh cầu thủ này vượt qua được sự truy cản của cầu thủ Hàn Quốc rồi căng ngang đưa bóng vào trong khu vực vòng cấm của Hàn Quốc. Ở trong tình huống này, bóng đi nhanh và sệt, Neymar là người đầu tiên lao vào can thiệp, nhưng bóng nhanh chóng lướt qua mà không nhận được một điểm cắt từ chân của đội trưởng Selecao. Bất ngờ ở phía sau Vinicius Junior có mặt, anh không muốn tình huống này kết thúc đầy đáng tiếc như vậy. Sau khi hãm bóng bằng một nhịp, cầu thủ chạy cánh này ngắm nghía, rồi ngay lập tức thực hiện một cú cứa lòng hiểm hóc vào lưới Hàn Quốc, trong sự bất lực nhìn bóng của các cầu thủ đội bạn, mở tỷ số trận đấu. Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, bàn thắng từ quá sớm, nó báo hiệu cho một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều của Hàn Quốc. Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ của đội bóng này hiểu được sự khó khăn mà họ sẽ gặp phải trong trận đấu này. Nhưng chắc chắn họ chẳng thể tính tới việc lưới của đội nhà sẽ phải rung lên từ quá sớm thế này. Sau bàn thua này, ta vẫn thấy sự cố gắng hiện lên trong đôi mắt của họ, hiện lên trong những giai điệu cổ động trên phía khán đài. Tình thế diễn ra giống với những gì xuất hiện ở trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Họ tin tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng thiết lập lại được thế trận. Nhưng toan tính hay niềm tin vẫn chỉ là trong tâm trí, chỉ 4 phút sau đó, với những gì mà các nhân tố của Brazil đang thể hiện. Một quả penalty bất ngờ ập đến sau pha lao lên tranh chấp của Richarlison, bất ngờ ở một tình huống mà hậu vệ Hàn Quốc đang nỗ lực phá bóng. Có lẽ bóng đá là như vậy, đôi khi chỉ một khoảnh khắc chậm chạp và sơ sỉnh thì mọi chuyện đã diễn ra rất khác biệt. Trọng tài đứng ở ngay sát đó và ông chẳng một chút ngần ngại chỉ tay vào chấm đá phạt 11m. Ở tình huống đá 11m, ta có thể thấy Richarlison đã chủ động nhường khi người Anh, đội trưởng Neymar bước lên. Một bàn thắng với Neymar lúc này là sự giải tỏa áp lực, là sự chào đón khi anh quay trở lại, lấy lại sự tự tin để tiếp đà hưng phấn trên chặng đua phía trước. Thủ thành Kim Seung Ji-woo đã bắt đầu dùng những chiêu trò tâm lý, anh đứng hẳn sang một bên phía khung thành. Nhưng trước mặt anh lúc này là Neymar, một cầu thủ đã quá quen với những quả pen. Neymar nhẹ nhàng lấy đà và lạnh lùng đưa bóng từ từ đi vào lưới vào hướng còn lại. Trong sự bất lực nhìn bóng của Kim Seung Ji-woo, chỉ mới phút thứ 13, tỷ số đã là 2-0 cho đội bóng Nam Mỹ. Các cầu thủ Brazil bắt đầu ăn mừng bằng những điệu nhảy quen thuộc. Phía sau họ là hàng vạn cổ động viên Brazil cũng đang nhảy múa và ăn mừng theo. Chỉ hơn 10 phút và đội nhà đã phải nhận hai bàn thua. Những tinh thần sẽ lật ngược thế trận của người Hàn. Trên phía khán đài giờ chuyển sang trạng thái thất thần. Họ biết Brazil mạnh, nhưng chỉ hơn 10 phút nhận hai bàn thua là điều quá khó để tưởng tượng trong tâm trí của họ. Họ hiểu rằng bàn thắng này gần như đã chính thức đóng lại cánh cửa đi tiếp của họ. Nhưng thua thế này thì bạc nhược quá. Các cầu thủ Hàn Quốc, các cổ động viên của đội bóng châu Á muốn đội bóng này thi đấu tập trung hơn và chiến đấu chứ không muốn đội bóng đi vào vết xe đổ của chính Brazil trước người Đức 8 năm trước. Và mọi thứ đã bắt đầu sáng nước hơn cho Hàn Quốc khi phút thứ 17, Hoang Hee-chan tung cú sút từ ngoài vòng cấm hướng về phía khung thành của Ali Son Becker với sự nín thở của đội nhà. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành đang thi đấu trong màu áo Liverpool đã không cho phép bóng bay vào lưới. Pha bay người đầy bóng này của Ali Son cho thấy sự tự tin và phong độ cao ngút trời trong các cầu thủ Brazil. Từ đầu mùa giải cho tới nay, hiếm khi thủ thành này phải dùng năng lực của mình để thể hiện. Tình huống này như một bài kiểm tra sự tự tin với chính đôi tay và tinh thần của anh. Sau tình huống sút bóng đó, các cầu thủ Hàn Quốc liên tiếp bắn phá về phía khung thành của Brazil, nhưng chủ yếu toàn là những pha bóng bắn phá lên trời hoặc không qua được hàng thủ kiên cố của Brazil. Ở giữa sân,
Lúc này sân bóng thực sự đã biến thành sàn nhảy của các cầu thủ Brazil. Họ chơi bóng cực kỳ thoải mái với những đôi chân nhuốm đầy màu ma thuật của những Neymar hay Richarlison. Người ta vẫn biết rằng sự tự tin và cái ngông của Richarlison trong màu áo Tottenham Hotspur là như thế nào. Và ở trận đấu quan trọng như vòng loại trực tiếp của World Cup, anh lại tiếp tục thể hiện nó. Những thứ bóng đá đầy rực lửa và mê hoặc từ chân cầu thủ này là một phần làm cho người ta yêu bóng đá Brazil hơn. Phút 29 của trận đấu, sau tình huống nhảy múa, tăng bóng bằng đầu của Richarlison, bóng chuyền đến vị trí của Marquinhos, trong tình huống hiếm hoi cầu thủ này lên tham gia tấn công. Cầu thủ này trả bóng ngược về tuyến 2 cho Vinicius, một pha đập nhả như trong các buổi tập, và bóng lại đến chân của Richarlison khi anh chạy thẳng vào vòng cấm. Và ở trong tư thế đối mặt, chẳng khó khăn gì để cầu thủ này nhẹ nhàng đặt lòng đưa bóng vào lưới Hàn Quốc, 3-0 cho Brazil. Điều đáng chú ý hơn cả là ở màn ăn mừng sau đó của các cầu thủ Brazil, ngay cả huấn luyện viên trưởng của họ là ông Tite cũng tham gia nhảy múa ăn mừng, tạo ra một trong những tình huống thú vị nhất tại World Cup năm nay. Những hình ảnh này làm cho người ta thực sự nghĩ đến lịch sử vĩ đại của Selecao. Khi mà chất samba, dòng máu bóng đá đẹp mắt vẫn luôn chảy trong mình của mọi người Brazil, mọi cầu thủ Brazil. Sân vận động 974 lúc này chẳng khác gì một lễ hội của những nghệ sĩ. Nhưng trong những sự nhảy múa ăn mừng của cổ động viên Brazil này thì bắt đầu đã có những giọt nước mắt lan trên má của cổ động viên Hàn Quốc. Brazil áp đảo về thế trận đến nghẹt thở, còn cầu thủ của họ chỉ biết chống trả lại trong vô vọng. Có lẽ tỷ số 3-0 trong hiệp 1 này là chưa đủ với các vũ công Samba, họ vẫn muốn ghi bàn thêm nữa. Và chẳng phải đợi lâu sau pha làm bàn của Richarlison, phút thứ 36, bóng lại một lần nữa nằm trong lưới của các cầu thủ Hàn Quốc. Lần này đến lượt tiền vệ đang khoác áo West Ham, Lucas Paqueta. Vinicius đã có một pha sọc thẳng từ bên phía cánh trái và sục một quả bóng quá vừa vặn với đà băng vào của Paqueta. Những gì mà tiền vệ này đơn giản là một tình huống đệm bóng chuẩn xác đưa bóng vào lưới. Pha sục bóng này đơn giản là cho người xem thấy đỉnh cao của sự sáng tạo từ các pha phối hợp, chơi bóng của Brazil. Họ đang chơi bóng đúng nghĩa. Lúc này, các cầu thủ Hàn Quốc đã gục ngã khi mà họ phải nhận đến 4 bàn chỉ sau gần 40 phút thi đấu. Tính trung bình là cứ gần 10 phút, Brazil lại ghi một bàn. Trong những phút bù giờ, họ vẫn phải tiếp tục đối mặt với ít nhất là 2 tình huống nguy hiểm đến từ Brazil. Ở những tình huống đó, chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Kim Seung-jiu và sự may mắn mới giúp cho lưới của Hàn Quốc không rung lên một lần nữa. Và chẳng còn một sự hy vọng nào vào cơ hội đi tiếp nữa cả. Mọi thứ mà các cầu thủ cùng cổ động viên Hàn Quốc hy vọng chỉ là một bàn thắng danh dự để chính thức rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu. Ở ngay đầu hiệp 2, Son Heung-min đã có một cơ hội đối mặt với Alisson, nhưng cái tay của Alisson đã một lần nữa từ chối bàn thắng cho tuyển Hàn Quốc. Rồi cho đến tình huống sút cực căng của Hwang Hee-chan ở ngay trong vòng cấm, bóng vẫn không qua được sự cản phá của Alisson Becker. Mọi tuyến của Brazil bây giờ đều quá mạnh, Hàn Quốc đã gần như thực sự buông xuôi. Cuối cùng thì những gì họ mong muốn đã đến. Phút 76, cú vung chân từ ngoài vòng cấm của cầu thủ số 8 bên phía Hàn Quốc là Pai Seung-ho đi thẳng vào góc cao không thành. Một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm và lần này Alisson Becker đã bị đánh bại. Sự vui mừng cuồng nhiệt đã xuất hiện trên khuôn mặt của cổ động viên Hàn Quốc. Họ biết rằng với bàn thắng này, họ đã chính thức có thể ra về với tư thế ngẩng cao đầu. Khi mà trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu, các cầu thủ Hàn Quốc đổ gục xuống sân. Nhưng sự tuyệt vọng nơi các cầu thủ Hàn đã xuất hiện ở hiệp 1 rồi, lúc này họ chỉ đổ gục xuống sân vì đã làm hết sức. Brazil quá mạnh và những vũ công Samba đã dập tắt mọi hy vọng vào một câu chuyện cổ tích mà người châu Á nói chung và người Hàn Quốc nói riêng để đưa mọi thứ về đúng những gì mà giải đấu này luôn diễn ra, nơi sàn diễn của những người thống trị bóng đá thực sự.